cha xứ kính thưa thầy Bồ Tế, trong cái ngày dòng giáo hội mừng kính trọng thể thánh Giuse bản chỉ Maria, thì đoàn giáo lý viện chúng con hôm nay được quây quần bên cha xứ và thầy Bồ Tế cùng hiệp cùng với cha và thầy Bồ Tế dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong cái ngày mừng bổn mạng của cha và thầy. Thì chúng con cùng với nhau xin chúc cha mạnh khỏe, sự bình an cũng như sự khôn ngoan được Thiên Chúa ban để cha có thể dẫn dắt và chiên cũng như là hướng dẫn cách đặc biệt các đoàn giáo lý viên chúng con. Cùng với đó chúng con cũng xin kính chúc thầy Phó Tế sức khỏe ngày càng thăng tiến trong con bước đường ngân ngọn, cũng là thầy tiếp tục đồng hành với chúng con trong những thời gian sắp tới, hướng dẫn anh chị em giáo lý viên chúng con ngày một hoàn thiện mình hơn. Và ngay sau đây con xin kính mời những vị đại diện cho đoàn giáo lý viên lên có chút quà để thể hiện tấm lòng nhỏ bé của chúng con với cha và thầy Phó Tế. Xin anh chị em chúng ta một chào bóng tay. Trong ngày hôm nay thì con hợp với cha xứ cảm ơn ban giáo lý viên của giáo xứ Thượng Thành lần đầu tiên trong đời được đón mừng cái lễ quan thầy long trọng như năm nay ở Thượng Thành. Con xin ghi nhớ điều này và kính chúc quý thầy cô được nhiều ơn của thánh Giuse, ngài rất trưởng thành về nhân bản và giữ tin sống bên mẹ Maria, mẹ yên tâm. Thì khi mà cha xứ trao đoàn thiếu nhi cho quý thầy cô thì cha cũng rất yên tâm, đấy là một điều tuyệt vời, xin chúc mừng. Có ai lên ca thì hát chúc mừng ca sĩ bài lên rồi. Bạn 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 nghề đâu mời. Chúng ta về nhá. Chúa.